chăm sóc, bảo vệ các cái chỗ bẩn này, cũng như là tập bỏ đi để ta làm nó sạch hơn. Túi hàng hiệu mới mua về ta còn đẹp các bạn nhé, là ta bảo dưỡng túi cũng như là lau chùi sạch sẽ để chuột túi bóng, đi đâu cũng được tự tin và thoải mái hơn.